Chào các bạn, chào bạn Việt Cường. Bạn nhờ tôi làm một con dao, không biết cái thiếp ở trong cái bọc này là thiếp gì. Bây giờ tôi sẽ mở nó ra xem cái loại thiếp gì đây. Đây là một khúc lò xo, không biết cái loại lò xo gì đây mà trông nó mượt thế này. Cái loại lò xo này là bây giờ tôi mới thấy đây. Loại này làm dao thì thực sự là phải nói là ngon hết nước chấm rồi. Ok, ngon hay không thì bây giờ tôi sẽ làm một con dao phớ chặt, xem cái độ chịu lực, cái độ sắc, cái độ giữ cạnh của nó như thế nào. Mời các bạn hãy dõi theo màn hình cùng tôi khám phá cái khúc lò xo này.
Đây các bạn thấy chưa ạ, tôi chặt ngang cái chân giò mà cái lưỡi dao không hề việc gì cả, chứng tỏ là cái độ chịu lực của cái con dao làm từ thép lò xo này là cực kỳ chất lượng. Các bạn có cái lò xo như thế này, tôi khuyên các bạn là nên để làm dao cực kỳ là chất. Tôi khẳng định với các bạn rằng là cái lò xo này là lò xo có đức, về cái độ sắc, cái độ mượt, cái độ chịu lực của nó là cực kỳ là ok. Về cái màu sắc, cái độ mượt của con dao này, của cái chất thép lò xo này thì cực kỳ là mượt đấy. Cái độ mượt của nó thì các cái thép khác không thể so sánh với cái lò xo này được. Các bạn làm cái con dao phở thế này, cái sống của nó thì dày như thế này, cái cổ này thì dày, kéo ra ngoài này thì nó mỏng dần, trông nó thuần thuần rất chi là đẹp, rất khỏe khoắn con dao. Còn về cái cán này, các bạn làm bằng gỗ cấm chí, cái vân của nó là cực kỳ là đẹp, được chốt hai đinh đồng và khâu này là khâu inox mạ đồng, rất chi là sáng bóng. Về cái mỏng dao này cũng cực kỳ là đẹp, ta chặt rất chi là đầm tay, rất chắc con dao. Về cái độ sắc của nó thì ta cạo lông chân, phải nói là sắc hơn dao lam này, rất chi là êm, rất ngọt. Còn về cái độ chịu lực thì cực kỳ là chất lượng, còn về cái mẫu dao thì quá chi là đẹp. Vâng, video tôi quay toàn cảnh cách làm con dao phở chặt bằng thép lò xo của Đức đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.